Dạy thôi. Dạy thôi, tạm biệt nhà trọ thôi, tạm biệt khách sạn nhà trọ thôi, đi về thôi con ơi, tối rồi. Tối rồi, mẹ cháu ơi, tối thôi. Đi về đó. Ui, ngủ say thế. Ngủ say thế, đi về. Ê. Đấy, đẻ lắm con khổ thế này đây các bác ạ. Chị ơi, tí nữa tắt máy lạnh cho em nhé. Tí nữa chị tắt máy lạnh giúp em nhé. À, em về nhé. Bảo con gái bảo là mày điện cho cô, xong mày xin Facebook cô, vào Facebook mà xem, rảnh rảnh xem nhé. Về nhé, tạm biệt. Cưng hả chị? Ôi, ai đi sinh đấy? Ai đi sinh đấy? À, cháu hả? À, đây hai mẹ con cháu đang vào nhà nghỉ. À đây hai đứa chủ nhà nghỉ đây à. Mai mốt ai về Cà Mau ghé đây nghỉ nhá. Mẹ cháu đang nghỉ ở đây đây. À, Facebook này nhiều người coi lắm. Thôi đi về nhá. Cảm ơn chị nhá. À, đây tí nữa đi nhầm dép. Sạch quá, nhà nghỉ sạch quá. Sạch. Vâng, em thỉnh thoảng em đi hoài à. Sạch ghê ha, nhà nghỉ rộng mà sạch. Thôi em đi về đây. Và nắng nắng lại chỗ chị không ngủ được. Thôi đi về thôi, đi về thôi, đi về nhà mình thôi, lại chỗ mẹ cháu không ngủ được. Bà con ơi, bà con làng xóm ơi, sướng thế. Bà con làng, ủa cái bịch cái bà ấy, nhà nghỉ bà đưa ra hộ mình chưa nhỉ? Bà mang ra xe chưa? Vào được chưa? Sướng thế. Cho chị cái bịch đấy đi. Đây này, đây là tất cả mọi thứ phía sau. Ừ, chị với đông mà. Được rồi. Ừ, thôi được rồi, chị quan trọng cái này. Lại chỗ không ngủ được. Nằm mãi mà cái mùi của nó, cái mùi nhà nghỉ á. Có chết mẹ tí bỏ phân đi ra ngoài. Nóng có khác không? Rồi, đi. Đây, đây, sữa đây. Đây, sữa đây, sữa đây. Cái phòng nó hôi quá mẹ. Mùi lắm, không ngủ được. Nằm mãi chả ngủ được. Em đặt lưng xuống ngủ liền. Em nhìn mệt lắm rồi. Chị già khó ngủ lắm. Lại được tin vui nữa, cái bà chủ nhà bà ấy làm được cho cái
số công chứng rồi á, số nhà công chứng để bổ sung thêm về làm giấy phép máy ấm. Mấy hôm nay thằng sáng em đọc cái đấy là thằng ủy ban nó hối đấy. Lè mè lạ, chỗ lạ chị khó ngủ lắm, với lại cái mùi á, mùi nó ẩm thấp hôi mốc á. Bọn em trẻ mệt, em mệt không ngủ được, chị sốt ruột ở nhà lắm không ngủ được, cũng tắt điện thoại thử ra ngủ đâu, nó tắt máy chả ngủ được, lại mở lên. Chị trả tiền bà đấy rồi nhá. Không em biết em trả nữa là chết hai lần. Để đi đâu để chị lo hết. Chị mà phải lo cho em bút chứ. Như gọi là chị chứ. Chị phải quảng đại chứ. Ông bà đói bà chơi hết bình sữa đó này. Bà này ăn khỏe thật đấy. Bà này sống chỉ có ăn đây. Mình ngủ được mấy tiếng ta? Hai tiếng. Không, gần hai tiếng. Hồi đó mình vô lúc 1 giờ mấy. Chứ bởi nó đầu óc nó thoải mái ha. Xong giờ về nhà em lại ngủ tiếp hay là nhậu? Ngủ chứ. Về ngủ tiếp. Thế chứ về con cái đến giờ mới ngủ được chứ. Với lại về nhà con cái rồi quán xá dọn dẹp hả, đâu có người làm đâu hả, về lu bu chị thế, về ăn nhà nhưng mà có khi đêm này thức cả đêm nữa ấy. Tại vì không có, chưa có người làm, với lại còn ban đêm đâu có nhân viên đâu, đây là các cháu mấy chục đứa mình vẫn phải thức, cứ cho hết đứa này ăn thay tá đứa kia rồi lòng hoàng lại đến sáng, mà lúc nào buồn ngủ quá thì ngủ 1-2 tiếng lại dậy làm việc tiếp.